Thì đây là cái bộ viền, đây là cái viền chữ C để trang trí trên bàn thờ nha các bạn. Mà Duy đã giới thiệu cho các bạn ở những clip trước. Thì Duy sẽ gắn cái viền chữ C này lên trên bàn thờ. Đây là bàn thờ gia tiên, đây là cái tủ mà nhà khách hàng dùng để làm lập bàn thờ gia tiên. Thì Duy sẽ trang trí như thế này các bạn này. Đấy, thì Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Các bạn sẽ bắt cái chữ C này như thế này. Đó. Ví dụ như cái chỗ này chúng ta chữ xe đi lên thì cái này sẽ là đi xuống này. Đó, và chúng ta cứ dán, chúng ta cứ dán nối tiếp nhau như vậy và cứ nối tiếp nhau như vậy đi lên. Em bao quanh bàn thờ luôn nha các bạn. Màu, cái màu này nó sẽ đẹp với là màu bàn thờ gia tiên luôn. Ok các bạn. Đây là cái mặt sau, đây mặt trước. Thì mặt sau này thì Duy sẽ dán cái băng keo hai mặt và thêm silicone nữa. Ok thì Duy sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì nếu mà các bạn khi mà các bạn thỉnh cái bộ viền chữ C này về nhà thì các bạn lật mặt sau ra và các bạn sử dụng một cái băng keo hai mặt mà Duy gửi tặng kèm cho các bạn. Thì các bạn sẽ cắt cắt một đoạn, những cái đoạn ngắn ngắn nhỏ như thế này các bạn này. Các bạn dán lên. Đây là băng keo hai mặt nhé. Đấy thì các bạn dán lên và các bạn trích thêm ít keo silicone lên nữa. Đấy thì các bạn mua cái chai keo silicone hiệu là Xbon ở ngoài tiệm tạp hóa cơ khí. Đấy. Đó thì chúng ta sẽ dán lên thôi các bạn này. Đấy, chúng ta sẽ bóc băng keo này ra. Cái keo này có tác dụng là giúp cho cái khoảng thời gian đầu nó sẽ gắn cố định cái chữ C lên, tạo thời gian cho cái silicone nó chết hẳn và nó sẽ gắn rất là chắc trên cái mặt lưng của bàn thờ. Đây thì sẽ gắn lên cho các bạn xem. Cái băng keo hai mặt nó sẽ dính chặt vào cái mặt tường. Đấy. Và cái băng keo hai mặt chủ yếu là nó sẽ giúp cho tạo cái thời gian để cho silicone nó sẽ khô hẳn, nó sẽ chết hẳn, cố định bộ viền lên mặt lưng của bàn thờ. Duy sẽ bắt nối tiếp các cái chữ C, nó sẽ ấp vào nhau như thế này. Đấy, chữ C thứ hai sẽ ấp vào nhau như thế này và chữ C thứ ba sẽ ấp lên như thế này các bạn này. Đó. Đó. Thì các bạn cứ làm nối tiếp như vậy, bao quanh cả cái bàn thờ như vậy thì rất là đẹp nha. Ok, hãy cùng xem thành quả. Đây là bộ viền Duy vừa hoàn thiện trang trí lên cho bàn thờ gia tiên. Đấy, thì bộ viền khi mà các bạn trang trí lên đầy đủ sẽ như thế này, rất là đẹp. Các bạn nào muốn thỉnh bộ viền thì có thể liên hệ cho Duy Tâm qua số điện thoại Zalo Duy để góc phải màn hình, hoặc là để lại số điện thoại dưới phần bình luận của video này. Ở phía trên là bộ mẫu không gian thờ gồm bàn thờ, bộ viền trang trí và đèn hào quang túc chỉ hai bên, rất là đẹp. Thì các bạn nếu muốn làm những cái bộ đèn hào quang túc chỉ hai bên cho bàn thờ treo tường cho đẹp và trang nghiêm hơn, có thể liên hệ. Nguyện kiếm sâu thân ta là sẽ dù thương buồn lắng nghe giữa